Cường Audio xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là micro PM90. Các bạn có thể nhìn ngoài một hộp rất là to đúng không? Rất là to thì hẳn là cái mic của chúng ta sẽ rất là to rồi. Chúng ta nhìn qua ngoài một hộp một lần trước khi mở nhé. Mặt trước cũng như mặt sau đúng không? Mặt trước cũng như mặt sau. Các bạn có thể nhìn này, mặt trên này. Đó, thì sản phẩm này của chúng ta thì có một màu duy nhất, đó là màu đen. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở sản phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ mở sản phẩm này. Hộp rất là to. Bên trên tương tự các sản phẩm khác thì có một lớp mút này. Tiếp theo đó các bạn có thể nhìn thấy đó là chiếc bông lọc âm này, giấy hướng dẫn cũng như thông số sản phẩm. Đặc biệt hơn với sản phẩm này, các bạn có thể nhìn thấy đó là vừa có chiếc màng lọc âm, chiếc box filter bằng kim loại, vừa có bông lọc âm. Đó, khác với nhiều sản phẩm khác là chỉ có màng lọc âm mà không có bông. Và tương tự thì sản phẩm này các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta cũng có một rãnh là chúng ta đưa chiếc pop filter vào. Thì thường thì các loại pop filter và kim loại thì nó sẽ có cái kiểu rời như thế này. Đó. Đây mình đã lắp vào rồi, các bạn có thể nhìn. Tiếp theo đó không thể thiếu đó là chiếc dây của chúng ta, dây kết nối. Thì dây kết nối này cũng không khác gì mấy các loại dây kết nối khác, vẫn là jack kết nối 3.5. Đặc biệt hơn với sản phẩm này, các bạn có thể nhìn thấy chiếc shock mount tương đối là to. Chiếc shock mount tương đối to. Qua này nhìn thấy. Qua. Đó. Và cuối cùng đó là chiếc micro của chúng ta sẽ mở ra này. Ở bên ngoài thì nó sẽ có một lớp túi bóng gọi là tuồng chống sốc ấy. Tiếp theo đó đó là một chiếc lớp túi bóng mềm nhẹ để giữ mic. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, micro PM90 màu đen. Và phần dưới phần trên là màu bạc như vậy nha. Rồi mình sẽ để chiếc hộp xuống cho đỡ vướng. Bây giờ các bạn có thể nhìn qua cái sản phẩm này PM90. Các bạn có thể ý ở phần dưới này, đó một số series. Đây là số series của micro nhá. Phần dưới kết nối vẫn là jack 3 chân. Màu bạc hai đầu nhìn rất là đẹp. Bây giờ thì với chiếc shock mount này thì đầu tiên nhá, các bạn chụp bông lọc âm này. Chụp bông lọc âm chụp rất bình thường thôi. Các bạn có thể không dùng bông lọc âm cũng được, vì là chúng ta có cái shock mount này rồi, rất là tiện lợi. Vậy nên là các bạn chỉ cần mua chiếc kẹp micro NB35 thôi, mà không phải mua thêm mọc pop filter nữa. Thì cái này các bạn có thể xoáy ra và kết nối vào bên phần cổ của
ở trong micro này. Bây giờ mình thử nhá, bây giờ mình thử cắm dây kết nối lại và mình sẽ dùng thử một cái chiếc micro này. Alo, Hello. các bạn có thể xem này, bây giờ mình để xa này. Đấy, các bạn có thể xem nha, bây giờ mình kết nối với dây rồi này, nhìn rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ nói thử nha, các bạn có thể nghe rõ đúng không? Alo, 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 đó, các bạn có thể nghe nghe thấy thấy giọng giọng cái này cái âm ấm chắc chắc đúng đúng không? không? Đây nha, các bạn chú ý là nó sẽ có hai đầu này. Mình sẽ nói thử, test thử hai đầu này nha. Alo, 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 alo. alo. Alo, alo, alo. Thì thì về về cơ cơ bản bản là là hai hai cái cái mặt mặt của của micro micro này này sẽ sẽ không không khác khác nhau nhau nhiều nhiều là là mấy. mấy. Đó. Vâng, Thực thực sự sự là là không không khác khác nhau, nhau là là hai hai mặt mặt như như nhau. nhau. Alo, alo, Alo. alo, Alo. 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 Thì các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm này một lần nữa này, PM90 này. Thì Thì sản sản phẩm phẩm này này thì thì các các bạn bạn có có thể thể liên liên hệ hệ với với mình mình qua qua mô mô tả tả của của video, video, ở ở dưới dưới phần phần mô mô tả tả của video. video Các các bạn bạn có thể click click ở ở phần phần dưới dưới đó đó là là facebook.com facebook.com gạch gạch xuống xuống cường cường audio audio page, page, hoặc hoặc các các bạn bạn truy truy cập cập cho lên mình mình website website là là cường audio.com. cường audio.com. Thì Thì ở ở bên phần góc góc dưới dưới bên bên phải phải của của website website sẽ sẽ có có phần phần hỗ hỗ trợ trợ trực trực tuyến tuyến qua qua Facebook, Facebook, thì các thì bạn bạn có có thể thể chat nhắn với với mình mình các có vấn đề thể và mình mình sẽ sẽ trả trả lời lời bạn bạn một cách cách nhanh nhanh nhất. nhất. Hoặc Hoặc thì các bạn 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 có có thể thể liên liên hệ hệ qua qua số số điện điện thoại thoại 0976 0976 58 260 58 260 để để biết biết về về một một số số sản sản phẩm phẩm khác khác mà mà bên mình mình cung cung cấp cấp hoặc hoặc tư tư vấn vấn sao sao cho cho vừa vừa túi túi tiền tiền và và nhu nhu cầu cầu sử sử dụng dụng của của các các bạn. bạn. Mà Mà tốt tốt nhất nhất là là các các bạn bạn có có thể thể chat chat với với mình mình hơn hơn là là qua qua số số điện điện thoại thoại 0976 08 260. Chat Chat thì thì mình mình sẽ sẽ gửi gửi cho cho các các bạn bạn hình hình hoặc hoặc là là video, video, hoặc hoặc bài bài hướng hướng dẫn dẫn một một cách cách nhanh nhanh nhất, nhất, dễ dễ nhất nhất hơn. hơn. Hoặc Hoặc là là có có những những bạn bạn giọng giọng miền miền Nam, Nam mình mình hơi hơi khô khô khan khan một một chút, chút thì thì mình mình sẽ sẽ lấy lấy địa địa chỉ chỉ thông thông tin tin các các bạn bạn này, thì mình mình sẽ sẽ gửi gửi hàng hàng một một cách cách chính chính xác xác hơn. hơn. Đó. Đó. Rồi Rồi xin xin cảm cảm ơn ơn các các bạn bạn một một lần lần nữa, nữa và và mình mình xin xin xem xem lại lại sản sản phẩm phẩm này. này. Các bạn Các có bạn có thể thể xem xem lại lại sản sản phẩm phẩm mình này nhé. nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đó là sản phẩm PM90 cùng với chiếc màng lọc âm, bông lọc âm, dây kết nối và chiếc sóc mao, chiếc sóc mao tương đối to. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video về giới thiệu về sản phẩm tiếp theo, và đừng quên đăng ký kênh YouTube Cường Audio để không bỏ lỡ một video về sản phẩm cũng như là video hướng dẫn nào. Xin chào và hẹn gặp lại.